Thưa quý vị, nam mạng tuổi Quý Mão là người sống nội tâm, trực giác, nhanh nhạy và luôn cư xử hòa nhã với mọi người. Theo tử vi, nam mạng tuổi này có vận số tốt, cuộc sống an nhàn, sự nghiệp thành công và nhất là trong thời kỳ trung vận và hậu vận. Để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về tử vi nam mạng Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2022, mời quý bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết ở video ngay sau đây. Tử vi tuổi Quý Mão năm 2022, nam mạng sinh năm 1963, tuổi tính theo âm lịch 60 tuổi, sao chiếu mệnh Vân Hớn. Mệnh kim bạch kim, kim với kim bình hòa. Địa chi tuổi tuổi Mão gặp tuổi Dần bình hòa, thiên can tuổi Quý gặp nam nhâm bình hòa. Nam mạng tuổi Quý Mão là người sống nội tâm, trực giác, nhanh nhạy và luôn cư xử hòa nhã với mọi người. Theo tử vi, nam mạng tuổi này có vận số tốt, cuộc sống an nhàn, sự nghiệp thành công, nhất là trong thời kỳ trung vận và hậu vận. Để không bỏ lỡ thông tin hữu ích về tử vi nam mạng Quý Mão sinh năm 1963, năm 2022, mời quý bạn theo dõi nội dung chi tiết của video ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, năm 2022, nam mạng. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, mệnh kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Nam mạng tuổi này cung khảm, thuộc nhóm đông tứ mệnh. Năm 2022, nam mạng Quý Mão sinh năm 1963, bước sang tuổi 60, tính cả tuổi Mụ. Năm Nhâm Dần 2022, cầm tinh con hổ, kết nạp âm kim bạch kim, tức vàng pha bạc, xét theo can chi tuổi. Tuổi Quý Mão gặp năm Nhâm Dần là bình hòa, không tốt không xấu. Theo ngũ hành, mệnh kim bình hòa với kim. Như vậy, năm 2022 là một năm tương đối ổn định và thuận lợi với Quý Mão nam mạng. Trong năm 2022, nam mạng Quý Mão sinh năm 1963 gặp hạn Vân Hớn. Hạn này chủ yếu ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe và khiến cho bản mệnh vướng phải chuyện thị phi, tranh chấp không đáng có. Do vậy, công việc và sức khỏe trong năm cần phải chú ý nhiều hơn, đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá, vận hạn mà sau này mang tới không quá xấu hay gian nan, khó giải quyết. Bản mệnh sẽ sớm vượt qua thử thách và đạt được thành tựu lớn, sức khỏe ổn định. Để hóa giải vận hạn trên, những gia chủ tuổi Quý Mão hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2022. Đây chính là pháp khí hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế. Mặt trước của kim bài có khắc hình thái tuế tinh quân của năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân. Mặt sau của kim bài là lệnh phù thái tuế. Mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ, giúp hóa giải những ảnh hưởng do sao xấu mang lại cho gia chủ tuổi Quý Mão. Tử vi năm 2022, nam mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trên các phương diện. Trong năm 2022, vận trình tử vi nam mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 được thể hiện qua 4 phương diện: công việc, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc, sự nghiệp. Đối với năm 2022, sự nghiệp nam mạng tuổi Quý Mão đã đi vào quỹ đạo ổn định và có nền móng phát triển tương đối tốt, có nhiều mối quan hệ làm ăn tốt tìm đến năm nay. Có thể đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, cần phải cân bằng thời gian làm việc và thư giãn cho hợp lý, tránh tinh thần căng thẳng dẫn đến sai sót. Sắp bước vào giai đoạn nghỉ hưu, nhưng hiệu quả làm việc và quản lý công việc vẫn sáng suốt, có các bước đi rõ ràng, được nhiều đối tác kính nể. Để đảm bảo vấn đề sức khỏe, nam mạng Quý Mão sinh năm 1963 có thể giao một phần công việc cho những người tin tưởng, tránh ôm quá nhiều công việc. Tình duyên. Tình duyên năm 2022 của Quý Mão nam mạng tương đối ổn định, bước vào tuổi xế chiều, tình cảm vợ chồng càng trở nên gắn bó và bền chặt hơn. Tuy nhiên, trong năm nay, bản mệnh gặp sao Vân Hớn chiếu cho nên có phần bảo thủ và nóng tính, nên tiết chế cảm xúc, cần phải nhường nhịn và hạn chế tranh luận để giữ mối quan hệ tốt đẹp với người bạn đời. Nhìn chung, trong năm 2022, tình cảm gia đình tốt đẹp, con cái hiếu thảo hòa thuận, có thêm tin vui hỷ sự, gia đình có thêm thành viên mới. Tài lộc. Xem tử vi năm 2022 cho thấy nam mạng Quý Mão, vận số làm ăn tốt, nhờ vậy mà tài lộc khá vượng, của cải dư giả. Tuy bản mệnh đã có tuổi cho nên cần phải hạn chế đầu tư lớn, tránh rủi ro, thất thoát tiền của. Các khoản thu tài lộc thu được trong năm nay có thể để được một khoản lớn giúp ích cho con cháu, tạo cơ hội cho các dự định và mong muốn sau này. Để đề phòng thất thoát tài lộc tiền bạc, quý gia chủ tuổi Quý Mão cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú kèm với thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đây chính là hai thần chú tịnh thân và chiêu tài hàng đầu của nhà Phật, giúp gia chủ khai sáng trí tuệ, khai mở cung tài lộc, hóa giải những vận đen liên miên, khiến cho gia chủ bị bế tắc, mang lại cho mình cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Sức khỏe. Sức khỏe trong năm không có gì đáng lo ngại, nhưng bản mệnh cũng cần phải chú ý, hạn chế lao tâm quá nhiều cho công việc, nên giữ tư tưởng thoải mái, tích cực và dành nhiều thời gian thể dục thể thao. Trong năm nay, bản mệnh nên thăm khám theo dõi sức khỏe định kỳ và thường xuyên hơn, đề phòng các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường ở người lớn tuổi, đồng thời hạn chế uống rượu bia, thuốc lá hay các đồ dầu mỡ có hại cho sức khỏe. Xem sao hạn của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 năm Mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh. Xem sao hạn năm 2022 năm Mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 bị sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn thuộc sao hung tinh trong cửu rượu của niên hạn nhưng vẫn tương đối lành, thường mang tới rắc rối về thị phi, tranh chấp trong công việc cũng như gia đạo. Tuy nhiên nếu bản mệnh xử lý khéo léo nhường nhịn một chút thì mọi chuyện đều có thể giải quyết êm đẹp. Ngoài ra, đối với năm có sao Vân Hớn chiếu thì nên cẩn thận hơn với giấy tờ kiện tụng. Khi làm gì cũng cần phải suy xét chu toàn thì mọi chuyện sẽ bớt rắc rối khó khăn hơn. Cần chú ý sức khỏe và tránh làm chuyện lớn vào các tháng 2 và tháng 8. Theo quan niệm dân gian, khi gặp sao xấu có thể dâng sao giải hạn. Hạn tuổi. Năm 2022, năm Mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp hạn Thiên La. Hạn này thường đem tới phiền muộn từ chuyện gia đình, khiến cho bản mệnh thường phải suy nghĩ nhiều, tâm lý lo âu, mệt mỏi. Cũng vì vậy mà sức khỏe trong năm này dễ bị ảnh hưởng, công việc sai sót. Khi gặp hạn này, nam mệnh Quý Mão cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh tranh cãi không cần thiết, nên dành nhiều thời gian để gắn kết các thành viên lại với nhau. Hóa giải sao hạn. Để hóa giải vận hạn sao Vân Hớn đem lại, quý ông tuổi Quý Mão nên giữ tư tưởng thoải mái, thái độ ôn hòa, nhã nhặn, nên tự ý nhắc nhở bản thân để ý tới lời nói, kiểm soát cảm xúc và tránh tranh luận dẫn đến mâu thuẫn thị phi. Trong năm này, hạn chế đầu tư lớn để đầu óc tránh căng thẳng và thường trực tâm lý lo sợ, cần phải phân định rõ lòng tiểu nhân để tránh bị lợi dụng, đồng thời đề phòng các vấn đề liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Sức khỏe trong năm 2022 không được tốt như trước đây, cho nên cũng cần phải chú ý, nên rèn luyện lối sống tích cực, chăm thể dục thể thao và hạn chế thói quen ăn uống không lành mạnh. Nếu gia chủ có thời gian và điều kiện, có thể làm việc thiện nguyện để tích công đức cho bản thân và gia đình, hóa giải điểm xui. Bên cạnh đó, quý gia chủ hãy luôn nhớ là mang theo vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Đây chính là pháp khí chuyên hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, hóa giải sao hạn của năm, tăng cường sức khỏe cho gia chủ tuổi Quý Mão. Luận tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, năm 2022 năm Mạng theo tháng. Tháng 1, có lộc về tài chính, tuy nhiên cần phải chú ý các công việc liên quan đến giấy tờ. Bên cạnh đó, gia đình xảy ra một chút trục trặc nhỏ, cần nhường nhịn để giải quyết vấn đề. Tháng 2, công việc trong tháng này dễ bị tình cảm chi phối, nên giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình trước và giữ tinh thần bình tĩnh, tránh nóng giận. Tháng 3, tài lộc tháng này tăng cao, công việc phát triển tuy nhiên sẽ hơi khó khăn trong giai đoạn đầu, tình cảm gia đình hòa thuận, vui vẻ. Tháng 4, tháng này có dịp hội ngộ người quen cũ, có quý nhân giúp đỡ, nhận phúc từ tổ tiên. Tháng 5, công việc có nhiều chuyển biến tốt đẹp, gặp khó khăn có người giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Tháng 6, chú ý an toàn khi di chuyển, hạn chế đầu tư kinh doanh hay mưu cầu chuyện lớn trong tháng này. Tháng 7, gặp nhiều may mắn trong công việc, danh lợi thăng tiến, cần phải chú ý và dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến gia đình và con cháu. Tháng 8, công việc có chút thay đổi, đạt được kết quả tốt trong tuần thứ 2 của tháng, gặp khó khăn, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 9, tình cảm gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, cần phải thông cảm và lắng nghe ý kiến của các thành viên. Tháng 10, công việc cần phải cẩn thận hơn, đề phòng kẻ gian quấy phá, làm hao tổn tiền của, mang tai tiếng. Tháng 11, gia đình vui vẻ hòa thuận có thêm thành viên mới, tuy nhiên sức khỏe có phần giảm sút, cần phải chú ý hơn. Tháng 12, công việc thuận lợi suôn sẻ, gặp khó khăn đều có thể giải quyết, tài lộc và tình cảm gia đình trong tháng này đều tốt. Trên đây là những thông tin về tử vi năm 2022 của nam mạng Quý Mão sinh năm 1963. Hy vọng có thể giúp cho bạn đọc nắm được phần nào và chuẩn bị kế hoạch cho năm 2022. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi. Nam mạng tuổi Quý Mão là người sống nội tâm, trực giác nhanh nhạy và luôn cư xử hòa nhã với mọi người. Thưa quý vị, trên đây là những thông tin về tử vi năm 2022 của nam mạng Quý Mão sinh năm 1963. Hy vọng có thể giúp cho quý bạn đọc nắm bắt được phần nào và chuẩn bị kế hoạch cho mình trong năm tới. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.